Xin mời quý ta đến đây cùng. Rồi chúng ta một buổi tập tay để cảm ơn chúng ta vào đây. Rồi chúng con cảm ơn Bích Trà, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Xin kính mời Đức Cha, Quý Cha Đồng Tế và Cộng đoàn An Tọa. Mời các em thêm sức đứng. Giờ đây con xin giới thiệu một hàng đại diện cho các em chịu phép thêm sức trong ngày lễ hôm nay có lời cảm tạ Cha, Quý Cha và Cộng đoàn. Xin kính mời em. Trọng kính Đức Cha, Quý Cha Quản hạt, Quý Cha Đồng Tế, quý thầy, quý dì, các giáo lý viên, các bậc phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu, các bạn trẻ cùng đoàn Chúa. Trước tiên, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì tất cả những ơn lành chúng con đã được lãnh nhận trong ngày hôm nay. Thưa Đức Cha, nhờ tình thương của Đức Cha và các cha mà hôm nay hồng ân Chúa Thánh Thần đã đổ tràn trên bốn giáo hạt thân yêu của chúng con, cách đặc biệt là trên chúng con, những người được lãnh nhận bí tích thêm sức. Từ ngày nhận được tin, Đức Cha sắp ban phép thêm sức cho chúng con. Không khí rộn ràng, vui tươi, tấp nập đã bao trùm các giáo xứ, các gia đình và trên mỗi người chúng con. Cha xứ, ban hội đồng mục vụ, cha mẹ cùng những người đỡ đầu chung tay cộng tác với mọi người chuẩn bị cho chúng con tham dự thánh lễ hôm nay. Các giáo lý viên tận tình giúp đỡ chúng con học thêm giáo lý, kinh bổn để tăng cường đức tin chuẩn bị cho ngày trọng đại này. Trong mọi người chúng con tràn ngập niềm vui, sự chờ đợi, xen vào đó có cả sự hạnh phúc, lo lắng. Và đến giờ phút này thì mọi sự đã diễn ra rất tốt đẹp. Chúng con không biết làm gì để đáp trả những công ơn ấy, chỉ biết nói nên hai tiếng cảm ơn. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha đã dành thời gian dâng thánh lễ qua bàn tay của Ngài mà Chúa đã thông ban ơn Thánh Thần trên chúng con. Chúng con cũng xin cảm ơn Quý Cha xứ đã vất vả lo toan cho chúng con được lãnh nhận bí tích thêm sức. Chúng con xin cảm ơn Quý Cha Quản hạt, Quý Cha Đồng Tế đã hiệp dâng thánh lễ, giúp cho thánh lễ thêm long trọng và sốt sáng hơn. Chúng con xin cảm ơn các thầy đã dành thời gian lo liệu, chuẩn bị cho ngày thi giáo lý thêm sức được diễn ra thành công và tốt đẹp. Chúng con cũng cảm ơn cha mẹ, những người đã dạy dỗ, nơi nấng chúng con được như ngày hôm nay. Chúng con cũng không quên cảm ơn các cha mẹ đỡ đầu vì tất cả những công ơn dành cho chúng con. Cách riêng trong ngày hôm nay, chúng con xin cảm ơn cha xứ, ban hội đồng mục vụ giáo xứ chính tòa đã tổ chức buổi thánh lễ cho chúng con được diễn ra thật tốt đẹp. Chúng con xin cảm ơn quý thầy, quý dì, những người giáo lý viên đã vất vả dạy dỗ chúng con. Chúng con xin cảm ơn ca đoàn nhà thờ chính tòa, ban kèn giáo xứ Thanh Minh đã phục vụ thánh lễ thêm phần sốt sáng hơn. Chúng con cảm ơn toàn thể cộng đoàn đã đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho chúng con hôm nay. Nay chúng con thật sự đã được ghi nhận sự trưởng thành trước mặt Thiên Chúa. Chúng con xin hứa sẽ đem tin mừng rao giảng khắp mọi nơi. Dù vậy, chúng con vẫn còn non nớt, vẫn cần sự quan tâm, chỉ bảo của Đức Cha, Quý Đấng Bậc và mọi người. Xin Cha, quý Đấng Bậc và mọi người tiếp tục chỉ bảo và cầu nguyện thêm cho chúng con, để chúng con vững đức tin và trưởng thành hơn nữa. Sau cùng, chúng con kính chúc Đức Cha, Quý Cha Quản hạt, Quý Cha Đồng tế, Quý Thầy, Quý Dì, các giáo lý viên, các bậc phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu cùng toàn thể cộng đoàn luôn luôn mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Giờ đây, để thể hiện lòng yêu mến của chúng con có bó hoa tươi thắm kính dâng lên Đức Cha. Xin Đức Cha vui nhận. Xin kính mời cộng đoàn đứng lãnh nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa là Cha toàn năng đã cho anh chị em được tái sinh bởi nước và Thánh Thần và nhận anh chị em làm nghĩa tử. Xin Người ban phúc lành cho anh chị em và gìn giữ anh chị em luôn xứng đáng với tình thương của Người. Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, đã hứa cử Thánh Thần chân lý đến ở cùng giáo hội. Xin Người ban phúc lành cho anh chị em và cho anh chị em sức mạnh của Thánh Thần để can đảm và kiên trì tuyên xưng đức tin. Chúa Thánh Thần là Đấng bảo trợ đã đốt lửa yêu mến trong lòng các tông đồ. Xin Người liên kết anh chị em nên một và dẫn đưa tới hưởng niềm hoan lạc của nước Thiên Chúa mà không bị vấp ngã trên đường. Nhờ lời chuyên cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse và các thánh tổ tiên tử đạo Việt Nam, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Sau bài hát kết lễ, chúng con kính xin Đức Cha lưu lại cho chúng con tấm hình lưu niệm. Xin các cha xứ cũng lưu lại hai bên cánh thánh giá để chụp hình chung cùng với giáo xứ của mình. Chúng con xin cảm ơn. Danh Cha và Con và Thánh. Amen. Con mời các chúng ta xin vui lòng lưu lại để có thể chụp hình chung cùng với giáo xứ của mình. Rồi giáo xứ đầu tiên chúng ta lên đi ạ, giáo xứ Đan Tràng. Các bạn lên nhanh nhá, các bạn lên nhanh bởi vì ngày hôm nay rất là đông và lâu nữa cho nên là chúng ta sẽ tác phong nhanh đấy ạ. Rồi giáo xứ Đan Tràng các bạn lên nhanh. Rồi xin nhìn vào máy hình của thầy. Rồi các bạn nhìn vào đây ạ. Rồi một, rồi các bạn nhìn nhá, một, rồi cảm ơn các bạn giáo sư Đăng Tràng. Thứ hai chúng ta lên luôn nhá, giáo sư Tân Mỹ. Các bạn ơi, các bạn thấy giáo sứ của mình ở đây luôn. Thứ ba là giáo sứ Ngọc Châu, thứ bốn là giáo sứ Thanh Minh. Các bạn nào chụp hình xong rồi thì xin sang bên tiền sảnh của tòa giáo mục, tiền sảnh nhà chung để chúng ta chụp ảnh chung cùng với đức cha và mọi người. Xin các thầy công tác vào xếp đội hình cho các em ấy. Xin hai thầy, hai bên công tác vào xếp đội hình cho các em để nhanh chóng. Rồi các bạn nhìn vào máy thì nhất nhá. Ô Bạn xuống đây xuống bấm lên con trai. Rồi, thầy đếm lại. Nhìn lại. 1, 2, 3. Rồi, tiếp theo ạ, học sinh cô giáo lên thôi. Rồi các bạn chú trọng tìm đến các tiền sảnh của bọn tốc hộp. Nào nhanh lên, nào nhanh lên, nhanh lên. Các bạn hít vào tấm điểm con trai. Nhìn lại, nhìn một lần lại. 1, 2, 3. Rồi, tiếp theo các bạn lên luôn. Xong chú giáo các bạn chạy. Nào di chuyển nhanh chân nào, nhanh không đưa chân đâu rồi, nhanh lên con ơi. Chúng con xin kính mời tiến sĩ Quốc Trạch ạ. Sau Quốc Trạch sẽ là An Lộc. Các bạn An Lộc chuẩn bị sẵn sàng nhá. Chân sứ con xin mời chân sứ lên một chút dưới ạ. Các bạn né đường cho cha sứ đi ạ. Rồi các bạn lên cao. Rồi đến đếm này, nhìn này, một lần duy nhất này. 1, 2, 3. Được rồi ạ, tôi sẽ bắt đầu. Tiếp theo tôi sẽ hát là các bạn di chuyển chúng ta đến sảnh của tòa tốc hôn nhé. Chúng ta xin kính mời tôi sẽ hát là sau tôi sẽ hát là đến giáo sứ Cam Lỗ và Hồng Thái. Sau tôi sẽ hát là rồi các bạn lên cao lên là rất là đông, là gần 8 người thôi. Lên cao lên trên. Bước lên trên cao nhá, Rồi các bạn nào lên cao. Các bạn của bài hát này rồi. Hai đứa sang đây nhanh. Rồi các bạn lên cao, lên trên bậc. Rồi, các bạn hãy đèo lên thì đấy. 1, 2, 3. 2, 3. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã lập. Tôi xin mời Cam Lỗ và Hồng Thái. Tôi xin mời chân sứ lên luôn. Sau Hồng Thái là các bạn của các sứ Đồng Quang lên với răng. Chân lên trước. Các bạn nữ trên đi rớt lên trên này. Đừng xem kẽ ra nhá, đừng xem kẽ lại cùng các bạn. Rồi đẹp rồi, nhìn mẹ của thầy. 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn các bạn. Rất kéo đồng các bạn. Các bạn ra tiền sảnh là chính tòa nhá. Tiền sảnh là tốc độ, xin lỗi. Ra tiền sảnh là tốc độ. Chúng ta này nhanh. Đồng Quang lên đi. Ra tiền sảnh vào tốc hồn các bạn, ra tiền sảnh vào tốc hồn nhá. Rồi thế đếm này. Rồi nhìn này. 1, 2, 3. Rồi, tiếp theo ạ, sau Đồng Quang xin mời Khu Đông Phú. Các bạn ơi, tất cả Khu Đông Phú, Trung Thành Đông Phú, Nam Liên và Trung Nhai. Sau là giáo sứ Vĩnh Sơn, sau đây là giáo sứ Vĩnh Sơn các bạn lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Rồi mời các bạn đang tiến sảnh vào lớp 1. Các bạn đang tiến sảnh vào lớp 1. Ơi, các bạn đi sơn đi các bạn ở đấy nhá. Đấy này. Ơi, tiến sảnh rất là đi. Hai bạn lại tránh ra giúp thầy cái nào. Ở đấy này. Đi. 1, 2, 3. Rồi, các bạn chơi kim kiểm tra tiến ra tiến sảnh vào lớp 1 để chụp hình chung ạ. Tất cả chúng ta đang tiến sảnh vào lớp 1 để chụp hình chung nữa. Xin mời quý ta, đến đây cùng. Rồi chúng ta được một trăm mốt tay để cảm ơn chúng ta các bạn ơi. Rồi các bạn chúng ta. Rồi bây giờ tất cả những bạn khác tay. Rồi nhanh lên. Đón các bạn lúc này. Nhanh lên các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta chắp tay để chúng ta chụp chung với Đức Cha một tấm hình kỷ niệm. Nào. Rồi các bạn đứng lên. Cầm chưa đây, đây để ra làm gì chụp nào. 3, 2, 1, chụp đây. Hai đứa đi lên hàng 2 đi, lên hàng 2 đi. Hai đứa ở ngoài lên hàng 2 đi. Đấy, đúng rồi, lên đấy. Ok, ok. 3, 2, 1. Ok. Đừng tránh ra cái kia để cho người ta đang xuống. à? Dạ, hai chị em. 2, 3, ok. Này là Thành à? Hôm nay là Thành à? À có được Thanh Châu ạ. Ngồi bớt xuống. Rồi. 1, 2.